người ta chọn đây là một trong những điểm giao thương và những con đường mà giao thương của thế giới, những cái người Nhật, người sau này là người Hoa, người Bồ Đào Nha, người Hà Lan, người ta đến đây để giao lưu những cái mặt hàng của các nước. Và sau này là Hội An là một trong những cái điểm mà dừng chân trên con đường tơ lụa mình biết. Trước đây là của người Nhật anh chị ha, người Nhật đến đây rất là nhiều. Và sau này chúng ta vào bên trong, chúng ta sẽ có hai khu phố, đó là khu phố người Nhật và khu phố người Hoa. Đến đây thì Tâm chúng ta tạm biệt chia tay với địa phận của Đà Nẵng. Chúng ta sẽ đến với khu vực của Hội An của Quảng Nam nha. Trở về nước để phục thân của theo lệnh của Nhật Hoàng, thì những người Nhật ở các nước khác thì người ta bắt đầu rút vốn từ các nước, đầu di chuyển về lại với đất nước mình để mà gây phát triển kinh tế tại đất nước mình. Thì những cái nhà và những cái tài sản của người Nhật để lại trên đất Hội An thì được người Hoa kế cận và phát huy. Và những cái công trình bây giờ thì đa số là của người Hoa chị, đa số là của người Hoa. Người Nhật bây giờ chỉ còn một cái nét giao lưu văn hóa giữa ba nước, đó là Việt Nam, Hoa và Nhật, đó là chính là cái cầu Nhật Bản và cái cầu chùa cầu đó, mình hay gọi là chùa cầu đó. Một cái tên gọi khác đó là cái cầu Nhật Bản. Và đây là một trong những cái nơi mà người Nhật khi hay trở về Hội An, người ta tìm lại với cái nét mà ngày xưa ông cha đã đến đây. Và bây giờ chúng ta vẫn còn lưu giữ lại những cái những người mà đã khuất đó, những người Nhật đã khuất thì trên con đường vào Hội An thì có những cái ngôi mộ cổ vậy. Chúng ta thấy một ngôi chợ quê, một ngôi chợ chôm hổm, họp chợ vào buổi sáng và buổi chiều cũng rất là vui nhộn của những người dân địa phương ở đây. Rồi trước cái khu vực mình đang đi đấy, trước kia thì cũng vẫn còn người dân nhiều mà bây giờ đang giải tỏa chị nhá. Như hồi nãy em nói là cái khu vực bên tay trái của mình bây giờ là resort, người ta mua hết luôn. Và ở đây con có một dự án đó là ba ngoài trời rất là sầm, dự kiến đó là đầu tư lớn luôn ha. Đây là tạo thành cái khu gọi là khu vui chơi về đêm ở gần Hội An và Đà Nẵng. Hồi nãy mình đi qua đó là một cái dự án, một cái khách sạn rất là lớn rồi. Đó là chính là Coco Bay, mình nghe Coco Bay đúng không? Dạ. Coco Bay mà có Ronaldo mình về quảng cáo đó, có một mua căn nhà đó. Thực ra người ta chỉ là quảng cáo thôi, chỉ pro lên thôi đúng không? Coi như là cho không Ronaldo một căn nhà mà không biết ông có về ở hay không. Thật ra là như vậy. Dạ. Coco Bay mình biết là chủ đạo của nó là màu tím, tím hồng á. Dạ. Nằm bên con sông. Nghe cái Coco Bay thôi mình cũng có thể là hình dung ra nó là gì đúng không? Dạ. Tại sao không phải là thầy bay hay là cô long bay hay là gì mà phải là Coco Bay đúng không? Dạ, Coco Bay là chữ C thì nha, không phải chữ K nha. Dạ, tại vì nó rất là đơn giản vì nó nằm ngay cái dòng sông Cổ Cò, ngay chỗ mà chúng ta từ núi Ngũ Hành Sơn đó, chúng ta di chuyển về. Bây giờ người ta đang xây dựng trong nó rất là đẹp chị, nhưng mà xây dựng liên tục, đang thiếu vốn, xây dựng liên tục, đầu tư rất là lớn. Còn người ta ngay chỗ đoạn Coco Bay có một cái con đường hầm từ phía trong và nhìn ra phía ngoài, còn một cái bar ngoài trời đó luôn, ngoài biển luôn. Rất là lớn, rất là to. Và chúng ta đã biết cái chiếc xe đầu tiên ở Coco Bay á, mình có một những chiếc xe buýt, có những cái gọi là cái tuyến du lịch mà chúng ta đi bằng xe để chiêm ngưỡng cái thành phố ở Đà Nẵng. Đó là một cái cuộc hành trình chúng ta đi vòng vậy đó, y như đi vòng á. Ở trên thì chúng ta sẽ chiếc xe buýt đó là chiếc xe buýt 2 tầng, y như ở London á, mình thấy chiếc xe cao đó, mình ngồi trên đó mình sẽ di chuyển quanh thành phố và chúng ta sẽ về lại với Coco Bay. Rồi và cái đợt mà U23 của mình đó, ở U23 của mình mà ở mà giành Á quân ở Thường Châu đó, thì khi đó chúng ta sẽ đón mừng đúng không, ăn mừng các tuyển thủ chúng ta về nước. Và chúng ta thấy ở ngoài Hà Nội là có những chiếc xe mà chúng ta chở tuyển thủ mà đi, mà người ta đi trên đó, thì đó chính là hai chiếc xe của Coco Bay từ Đà Nẵng chạy ra. Tại vì ở Việt Nam mình biết là chưa có cái chỗ nào mà có chiếc xe hai tầng như vậy. Hiện tại thì ở Hà Nội bây giờ có rồi, nhưng mà cái thời điểm đó thì ở Việt Nam mình chưa có, thành ra thử là bắt buộc phải di chuyển hai chiếc xe từ Coco Bay vào ra Hà Nội. Dạ, ghê không? Ghê thì
Khi tạm biệt chia tay với địa danh giới của Đà Nẵng, chúng ta bước qua địa phận của tỉnh Quảng Nam. Thì cái đoạn đường này mang tên đây là tỉnh lộ 603B. Đây là tỉnh lộ 603B nha. Sau khi mà chúng ta dùng cơm trưa, dùng cơm tối xong ở cái khu vực nhà hàng Nón ở ngay trên đảo Nổi, thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng hồi nãy có giới thiệu là cái chương trình thực cảnh show diễn đẹp nhất thế giới được người ta bình chọn. Thì cái show diễn này rất là hoành tráng chị. Cái này show diễn này của đạo diễn người Trung Quốc, người ta dàn dựng trên một cái gọi là tái hiện lại một cái cuộc hành trình của Hội An từ xưa cho tới nay. Nó trải qua rất nhiều quá trình, thì nó có gồm 5 phần. Và đây được đánh giá là một trong đây là có đánh giá là một cái show diễn mà đòi hỏi với một cái lực lượng diễn viên rất là hùng hậu chị, rất là nhiều. Đúng rồi, ngày nào cũng diễn đều đặn, dù có khách một khách cũng diễn, 1.000 khách cũng diễn. Dạ. Đúng rồi. Cái này thật ra nói đúng thì vẫn rất là nhiều nhà nghiên cứu anh chị ha. Người ta đạo diễn là của người Trung Quốc, nhưng mà phải có người Việt Nam cũng như là các nhà lịch sử cùng góp dần xây dựng ý tưởng để cái đạo diễn đó lấy ý tưởng để mà tạo ra một cái show diễn đó. Vì nói đúng hay không thì lịch sử bây giờ chúng ta chưa chắc đúng anh chị ha. Lịch sử thì dạ dạ. Nhờ cái show diễn này mà nhiều người dân Hội An mới biết được ngày xưa là như thế nào luôn chị. Người ta cũng chưa từng gọi là biết tìm hiểu về cái nơi họ sống là như thế nào. Đúng rồi, sẽ có những cái con người mà người ta lớn tuổi á thì người ta mới hiểu về cái hình thành. Thì trong đó sẽ có 5 cái giai đoạn anh chị. Đúng rồi, thì trong đó sẽ có 5 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn mà sơ khai, đó là hình thành Hội An như thế nào với những cái nền văn hóa lúa nước. Thì người ta sẽ có những cái anh chàng thanh niên ra đồng, ra suối, ra sông, người ta bắt cá ha. Đó là tái hiện lại một hình ảnh đó. Và hình ảnh thứ hai đó là hình ảnh tái diễn lại của công chúa, dạ, công chúa Huyền Trân cũng như là Chế Mân với cái cuộc giao duyên giữa hai nước đó. Thì sẽ có cái phần diễn thứ hai. Cái phần diễn thứ ba cũng rất là hay chị, đó là nói về cái cuộc giao lưu buôn bán giữa các nước với nhau đó, như hồi nãy có chia sẻ, giữa các nước Trung Hoa, Nhật hay là Việt hay là Bồ Đào Nha, tái hiện lại như vậy. Và cái phần tiếp theo nữa đó là cái phần mà về cái cuộc, cũng một cái cuộc giao duyên nữa giữa cái công chúa Ngọc Hoa với người Nhật, người ta tái hiện lại. Và sau này thì nếu không tìm hiểu thì bên người Nhật người ta rất là nể công chúa Ngọc Hoa và có rất nhiều người con cháu, và sau này bên người Nhật người ta có quay về lại với Việt Nam để tìm hiểu những cái vết tích, những cái địa điểm mà công chúa Ngọc Hoa đã từng sống, là tìm hiểu lại nguồn gốc của mình ở bên Nhật. Người ta rất là quý vì cô con gái Việt qua đó làm hoàng hậu được rất là nhiều người yêu mến. Rồi phần diễn nữa đó là một cái phần diễn mà chúng ta biết là trên con đường tơ lụa đó, thì có những cái cô áo dài, cô áo dài mặc một áo trắng ha, rất là thướt tha, mặc một cái nón lá mà đi trên một cái như một cái dải lụa vậy đó, rất với lại kết hợp với âm thanh với ánh sáng, mình nhìn cái này em không dám gọi là đề cao đó, nhưng mà nếu chúng ta cứ xem với đã rồi chúng ta thưởng thức, chúng ta về hãy ha. Bây giờ em qua không có dám nói quá về cái sự thật đó, thì mỗi cái show trình diễn có người sẽ khen hay, có người sẽ khen chưa hay, có những cái điểm nào vì mình nói là 9 người 10 ý mà, đúng không? Tối nay chúng ta bắt đầu từ 7:30 sẽ bắt đầu diễn. Diễn giữa từ tháng 3 năm 2018 chị. Mới diễn đây thôi. Mới diễn đây thôi. Dự kiến kết thúc thì tùy vào sự ủng hộ của tất cả du khách để có Hội An. Đặc biệt mấy anh chị chúng ta không tới, vì nếu như anh chị chúng ta không tới Hội An
và nếu chúng ta không xem những cái số diệt này thì là một trong những mà sự gặp những cái diễn viên ở đây cũng được gọi là trả lương từ những cái tiền mà tất cả du khách chúng ta đến đây và du khách mỗi ngày người ta chỉ diễn. Mày hỏi giá vé bao nhiêu? Dạ. Rồi giá vé vào bên trong thì có rất là nhiều mức giá chị ha, tùy hàng ghế của mình ngồi từ 500 cho tới 800 tùy vào vị trí và cái hầu bao của du khách có một cái vị trí thuận lợi. Dạ. Và à dạ giảm gì dạ. Giảm nhiều lắm chị. Ai bà này đi sang xe khác thôi á. Giảm nhiều lắm ha. Dạ. Ông cái xe ít nè mới dám nói lại. Dạ cái show ở phía Bắc anh chị. Cái show phía Bắc. Dạ, cái show ngay này diễn ở phía Bắc, còn cái show này là ở miền Trung, à, Việt Nam mình là cái show này show thứ hai. Không, à, ý là cái chương trình thực cảnh ngoài trời cái gì ha. Mình nhớ. Chuyện gì chị? Kiện mà lên VTV á. Dạ, cái bản quyền kịch bản của cái đạo diễn. Dạ cái đó thì chắc là em chưa nắm được. Dạ, chắc em phải tìm hiểu lại. Dạ cái chương trình đó thì chắc là em chưa nắm được ha. Dạ cho anh chị được phải về gửi inbox đi cho em Khoa để em nắm, tại vì anh chị chúng ta cũng thông cảm vì em Khoa cũng là một người trẻ. Chị